Điểm mà em ấn tượng nhất về thầy Choche thầy em ấn tượng thầy tính thầy rất nóng. Cảm nghĩ của Văn Tùng sau buổi tập ngày hôm qua? Hôm qua cũng là buổi tập đầu tiên của toàn đội với lại huấn luyện viên mới Philippe Chuse. Buổi tập đầu tiên thì bọn em cũng ra tập hồi phục để lấy lại thể trạng. Và buổi tập đầu cảm thấy rất là vui và hào hứng ạ. Với thầy thường xuyên, bọn em tập thường xuyên vào những giờ kiểu như thế này thì bọn em cũng cảm thấy quen rồi. Tập giờ muộn như thế thì hôm qua cùng mấy giờ đi? Hôm qua bọn em về tập xong, ăn uống xong khoảng 12 giờ bọn em bắt đầu ngủ. Hôm nay mấy giờ dậy hả? Bọn em sáng nay bọn em dậy vào lúc 8 giờ sáng. Mới thế ngủ đủ giấc không em? Vì là 12 giờ đến ngủ sợ. Bọn em ngủ thế đủ giấc, 8 giờ dậy, 8 rưỡi bắt đầu ăn sáng. SEA Games năm nay sẽ không cho phép cầu thủ quá tuổi tham dự, thì theo Tùng cái điều này nó sẽ mang tới là thuận lợi cũng như là khó khăn gì với cả đội Việt Nam? Như SEA Games năm nay là không có các anh quá tuổi thì đó là cơ hội cho bọn em được có nhiều cơ hội hơn. Và bọn em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình cho SEA Games tới. Được lên đội 1 tập cùng các anh và được các anh trên đội 1 dẫn dắt và cảm hứng rất là nhiều cho em. Việc huấn luyện viên Chuse có một cách làm việc khá là khác, tức là mỗi tuần sẽ có một nhóm cầu thủ nếu như mà không đạt yêu cầu sẽ phải nói lời chia tay. Vậy điều này mang lại những giá trị như nào cho đội bóng? Với thầy điều như này thì khiến cho bọn em cần phải càng cố gắng và nỗ lực hơn trong từng buổi tập. Điều đó là hiển nhiên. Vậy thì bản thân, chính bản thân em, Văn Tùng, em có cảm thấy áp lực và áp lực nó lớn như thế nào? Này thì bản thân em thì cũng thấy rất áp lực nên em cũng phải tự nhủ mình phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình cho từng buổi tập. Điều mà em ấn tượng nhất về thầy Choche? Thầy em ấn tượng thầy tính thầy rất nóng. Đây là trong tập luyện thôi đúng không? Vâng, trong sinh hoạt thầy rất thoải mái. Với kinh nghiệm của bạn ở SEA Games cũng như là U23 châu Á năm ngoái thì bạn có tự tin về khả năng cạnh tranh của mình ở đội tuyển ở SEA Games năm nay không? Hôm nay chất lượng đội hình ở đội giờ năm nay cũng rất là tốt nên em cũng cần phải cố gắng nhiều nữa để có một suất tham dự ở SEA Games ạ. Người ta hôm qua thì anh thấy là thầy dừng buổi tập rất là nhiều và có những dẫn rất cụ thể. Em có thể chia sẻ những thầy hướng dẫn cụ thể cho từng đường truyền và cách di chuyển, cách nhận bóng cho toàn đội. Cái thầy về cách nhận bóng và triển khai thầy rất là chu đáo và tỉ mỉ hơn trong những tình huống chuyển bóng, nhận bóng. So với những huấn luyện viên mà em đã từng được học qua thì em thấy thầy Choche có điểm gì gọi là khác biệt nhất so với những huấn luyện viên khác? Điểm khác thì em thấy thầy có cá tính rất là mạnh mẽ trong tập luyện và thi đấu ạ. Về chuyên môn? Về chuyên môn thì thầy có cách huấn luyện và chỉ đạo khác nhau, thầy chơi cầm bóng và ban bật nhỏ nhiều hơn. Thế nhỉ? Thank you em.